Với mong muốn mang đến cho các em thiếu niên nhi đồng trong thời gian nghỉ hè thật ý nghĩa và bổ ích, thị xã Đông Triều đã quan tâm mở các lớp dạy bơi miễn phí tại bể bơi cho em ở các xã phường trên địa bàn, qua đó nhằm giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và phòng tránh tai nạn thương tích trong dịp hè. Tại phường Hưng Đạo, bể bơi cho em trong mùa hè năm nay tiếp tục đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả là sân chơi hè bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Cũng như mùa hè các năm trước, số lượng các em thiếu niên nhi đồng tiếp tục đăng ký tham gia học bơi tại bể lắp ghép đặt ở trường trung học cơ sở Hưng Đạo rất đông. Sau khi tham gia lớp học bơi, con đã trang bị được rất nhiều kỹ năng, đó chính là nếu như bơi mệt thì làm như thế nào, cách thở như thế nào để có thể giúp cho lấy hơi và lấy được sức nhiều hơn, học được cách bơi nhanh và an toàn. Khi trời giúp thì cũng giống như là cách khởi động để cho giúp cho an toàn khi xuống dưới nước. Và những kỹ năng này con cảm thấy rất là cần thiết, tại vì giúp cho an toàn dưới nước. Với những hiện tượng hiện nay, rất nhiều trẻ em đang gặp phải vấn đề này. Và khi tham gia lớp học bơi này, con cảm thấy rất vui vì được gặp gỡ bạn bè. Nhà trường tổ chức lớp học bơi này là rất bổ ích trong dịp các cháu nghỉ hè. Đi học bơi này sẽ mạnh dạn hơn, tránh được sự đuối nước sau này gặp những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Qua các lớp học bơi này thì tôi thấy rằng là các con rất là hào hứng trong dịp hè. Các con được trang bị những kỹ năng phòng tránh đuối nước, các kỹ năng mà các con xử lý khi mà xuống dưới nước. Và thứ nhất là học sinh là nắm được các bước bơi như thế nào an toàn. Và các con rất hào hứng, phụ huynh cũng giống như phụ huynh cũng rất là hào hứng. Và tôi tin rằng là học sinh khi mà được trang bị này thì các con thể hiện rất là tốt cái bản lĩnh của mình và phụ huynh cũng rất là tin tưởng. Đông Triều là địa phương có điều kiện tự nhiên với địa hình phong phú gồm hệ thống đồi núi, hồ đập, sông suối. Từ thực tiễn trên, trong những năm qua, thị xã Đông Triều luôn chú trọng quan tâm mở các lớp dạy bơi miễn phí cho các em thiếu niên nhi đồng. Để đảm bảo an toàn và vệ sinh, các bể bơi cho em đều được quan tâm quy trình xử lý hệ thống nước trong bể, đảm bảo sạch sẽ, có phòng thay đồ, mái che, thuận tiện cho các em. Trước khi vào bể, các giáo viên đứng lớp đều cho các em khởi động trên cạn. Tại các lớp học bơi phòng tránh đuối nước, các em học sinh đã được giáo viên và các hướng dẫn viên bơi lội cứu đuối chỉ bảo tận tình chu đáo. Hè năm 2022, thị xã Đông Triều đã tổ chức được 250 lớp với gần 6.000 lượt học sinh tham gia, giúp nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để tự bảo vệ bản thân và phòng chống tai nạn đuối nước. Chương trình bể bơi cho em đã được thị xã Đông Triều triển khai từ năm 2016. Hàng năm thì ngành giáo dục và đào tạo Đông Triều đã triển khai xuống các nhà trường tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí. Và năm 2022, mùa hè năm nay thì ngay từ đầu mùa hè chúng tôi đã triển khai các văn bản chỉ đạo, các công văn và các kế hoạch liên quan đến việc dạy bơi miễn phí và đã được nhận được sự ủng hộ của các nhà trường, các em học sinh và các bậc cha mẹ học sinh. Và cho đến thời điểm này là đã có hơn 250 lớp học bơi với gần 6.000 học sinh tham gia. Và chúng tôi tin tưởng rằng với thời lượng học cũng như là với sự tạo điều kiện quan tâm của các nhà trường, của các ngành thì sẽ đạt được mục tiêu là 80% học sinh biết bơi trong hè 2022 và học sinh sẽ được trang bị những kỹ năng phòng chống đuối nước an toàn. Lớp học bơi miễn phí không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn dạy kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em, góp phần phòng chống tai nạn đuối nước. Hè 2022, các phường xã trên địa bàn thị xã Đông Triều đã và đang tích cực tuyên truyền, tổ chức dạy bơi để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.